Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Cũng rất là lâu rồi em không có làm một cái video đặc biệt như thế này. Video này thì là một video rất là đặc biệt đối với những khách hàng đam mê âm thanh mini nói chung. Đây là video tổng hợp tất cả những mẫu dàn mini đang có tại shop, hình thức, thông tin phụ kiện cũng như là mức giá. Các bác có thể thấy là Thanh Tâm Audio làm rất nhiều những cái video về những cái đầu giải mã mới về hàng hoặc là những cái bộ dàn âm thanh mini test riêng. Tại vì đây là cái định hướng phát triển của bên shop của bên em. Còn những cái video về những cái bộ dàn mini, tổng hợp những bộ dàn mini thì em rất là ít có. Tại vì là hàng về cũng sẽ có những con dao luôn. Vì thế nên là sẽ không có thời gian để tổng hợp lại được. Nhưng ngày hôm nay thì em có vệ sinh lại cũng như là bày biện lại tất cả những cái bộ dàn đang có hàng tại shop để gửi tới các bác cái clip này để giới thiệu tới các bác đam mê âm thanh những bộ dàn mini đang có hàng tại shop của bên em. Rồi, đi về cái phía bên góc kia thì em có bày biện trên đấy bao gồm một cái kệ gồm 5 tầng khác nhau với những bộ dàn mini. Và bây giờ mời các bác cùng tham khảo những mẫu dàn bên em đang có hàng phía bên này. Đây là bộ Kenwood K735. Bộ này là bộ nguyên thùng shop, xuất sắc, không tì vết, thứ hai mà bên em về hàng. Bộ này thì em bán ra với mức giá là 11,5 triệu, ưu đãi tặng thêm cho các bác một cặp dây loa Phasic Classic thế hệ thứ hai. Con hàng này thì là một trong những con hàng gọi là hay nhất ở trong dòng K mà em thích. K735, Kenwood K735, hàng đẹp không tì vết, có thùng xốp các bác nha, 11,5 triệu. Cả khiển zin, đã là thùng xốp thì phải có khiển zin rồi. Rồi. Tiếp đến ở trên này chúng ta sẽ có một bộ Victor EXAR7. Bộ này là một trong những bộ cũng là đi vào huyền thoại của dòng loa bằng gỗ. Hàng về rất đẹp, khiển zin, hàng cao cấp, không giống với những cái sản phẩm Victor A1 đâu, hoặc AR3 đâu các bạn. AR7 nó là cái phiên bản cao cấp của hãng với công nghệ loa màng ngăn dị hướng, đầu máy được ốp thêm màng gỗ phía trên. Đó. Bass đường kính 6cm. Con này thì bây giờ đang có mức giá là 13,5 triệu. Tặng cặp dây loa bắp chuối Phasic, giảm thêm 500.000 cho các bác, còn 13 triệu bộ này. Trong cái video này thì em sẽ có nhiều cái mức giảm cho các bác nha. 13 triệu Victor AR7. Rồi, phía trên chúng ta sẽ có Panasonic PMX9. Bộ này thì em đang có 2 bộ cơ các bạn. Sắp tới thì em cũng sẽ mua thêm, chắc chắn em sẽ mua thêm. Tại vì đặc biệt là dòng PMX này em sẽ mua thêm rất là nhiều. Tại vì đây là một trong những cái bộ dàn gần như là quốc dân và đa dụng, chơi nhạc rất là hay, theo cái quan điểm đánh giá của em. Tại vì là đã được trải nghiệm qua những cái sản phẩm của những cái dòng sản phẩm khác nhau, bộ nào hay thì em sẽ đưa tiếp về. Còn những bộ mà nó bình thường, nó không có cái gì ưu điểm nổi trội, hoặc là nỗi vặt hoặc hỏng vặt nhiều ấy, thì clear mã luôn cho nó nhanh. PMX9, mức giá 8,5 triệu, khiển zin, vua bát trong dòng mini nói chung, top 1 nha anh em nhé. Chơi CD, USB, Bluetooth, AUX, đầy đủ hết, 8,5 triệu. Loa bóng piano. Và các bác lưu ý nhá, tất cả những cái bộ dàn mà em giới thiệu đây này đều có video test riêng trên kênh rồi. Các bác không tìm thấy thì có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin sang đi. Zalo của em đang đầy bạn rồi. Các bác nhắn tin sang em sẽ gửi ảnh này, sau đó em sẽ gửi clip của chính cái bộ đó cho các bác. Rồi, con này chơi CD, USB, nhạc flash lossless nhá, Bluetooth, AUX, đó. Quay trở lại hai con dưới này chút, chưa giới thiệu cái đường nhạc chơi. Con này chơi CD, chơi USB nhưng mà chỉ chơi MP3 và WMA thôi. Ngoài ra thì có thêm cái đường giải mã tín hiệu từ TV xuống phía sau. Đó. AUX thì lúc nào chẳng có rồi. Con dàn nào cũng có. Kenwood K735 này chơi CD này, USB tương thích với cả iPhone này. Giải mã tín hiệu từ TV với hai đường quang vào. Ngoài ra thì nó còn có một ngõ chuyên dụng để chơi từ máy tính sang, một ngõ USB đắt ở phía sau máy. Cái này thì sẽ sâu chi tiết hơn ở trong video của nó. Rồi, phía trên đây chúng ta sẽ có thêm một bộ, đó là bộ Panasonic, bộ Pioneer HM81. HM81, bộ đẹp xuất sắc, cuối cùng còn lại tại Thanh Tâm Audio. Đầu máy và loa zin. Loa của HM81 sợi bậc nằm bằng sợi cava, nhìn hình rất là đẹp này. Đầu máy phay nhôm sáng bóng. Con máy này thì sẽ có những cái tính năng chơi nhạc, đó là CD này, USB, AirPlay, Music Server. Đó, USB thì đọc flash lossless đầy đủ hết các bác nhá. Mức giá là 7,5 triệu thôi, khiển zin. Chỉ có một bộ duy nhất, bộ đẹp này em giới thiệu rất nhiều bác nhá, không hiểu tại sao các bác lại không thích. Mà cái trải nghiệm của em về bộ này em đánh giá cực cao luôn, về cái chất âm cũng như là những cái khả năng chơi nhạc của máy. Đó, không gian chơi nhạc,
khoảng 35m² trở lại, không gian chơi nhạc khoảng 35m² trở lại, không gian chơi nhạc khoảng 30m² trở lại, không gian chơi nhạc khoảng 35m² trở lại. Đó, đấy là lần lượt những không gian chơi nhạc của cái hàng bên này nhá. Tiếp đến bên này chúng ta sẽ có một cái cặp loa JVC HR7, hàng đẹp xuất sắc ở đây. Bộ này thì cách đây khoảng 2 hôm em có bắn để ở 2 cặp loa và bay trong còn hơn cả bão vào Biển Đông. Rất là nhiều bác hỏi nhưng mà em chỉ có 2 cặp thôi. Và còn giữ lại được cặp duy nhất, cặp đẹp xuất sắc, đang đợi cái đầu máy ampli, đang đi thay cái dây Cura, tại vì cái đĩa, cửa đĩa ra vào nó không được mượt cho lắm. Thì những cái này nó là cái bệnh cơ bản, thì em sẽ cố gắng thay những cái dây mới luôn để gửi cho khách hàng đỡ phải gửi đi gửi lại. Tại vì là về đến tay của các bác thì nếu mà nó không như mong muốn của các bác thì chúng ta lại phải gửi đi gửi lại, thì mất công của cả khách hàng cũng như cả của em. Vì thế những lỗi cơ bản như dây Cura thì em sẽ, nó mà có cái vấn đề nó chập chờn em sẽ thay luôn. Cực đẹp nhá, 11,5 triệu cho bộ JVC HR7, không gian chơi nhạc khoảng 35m², đường chơi nhạc giống với Kenwood K735, bao gồm CD, USB, giải mã TV. Tuy nhiên con máy này giải mã từ USB thì cũng không có flash wireless, chỉ chơi MP3 và WMA thôi. Tuy nhiên nó tương thích với iPhone để các bác có thể truyền nhạc từ iPhone sang. Đó, khiển di đang đợi sẵn ở đây, chỉ đợi đầu máy về nữa là có tinh tinh phát là xuất hàng luôn nào các bác nhá. Rồi, trên đây chúng ta lại có một bộ PMX9 nữa. Bộ cả hai bộ PMX9 của em thì đều được đánh giá khoảng 97%. Toàn hàng đẹp hết, khiển zin. Đó, các bác có thể nhìn này. Toàn bộ là hàng đẹp khiển zin hết. Các bác nhìn nhá, những con hàng em đã để sẵn hàng khiển zin hết. Con máy này cũng là 8,5 triệu này. Các bác lấy máy nào cũng được. Và em sẽ còn mua thêm chắc chắn rồi. Những con hàng hay thì em sẽ mua thêm đấy. Rồi, phía trên đây sẽ có một cái phiên bản đầu tiên về hàng tại Thanh Tâm Audio, đó là đàn ông M41, phiên bản cao cấp nhất trong dòng M. Hàng nguyên thùng xốp, đẹp xuất sắc, 98-99%, khiển zin, mức giá là 10 triệu. Trong video này bán với mức giá là 9,5 triệu, vẫn tặng kèm cặp dây loa phai xích bắp chuối các bác nhá. M41 của các bác thì sẽ chơi trong không gian khoảng 30m². Đó. Trang bị công nghệ Bluetooth, chơi nhạc từ CD, chơi nhạc từ giải mã từ TV. Đó, đấy là những cái thông tin cơ bản, còn chi tiết hơn các bác có thể tìm trong video giới thiệu về nó. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có bộ Pioneer Z9 dàn chung. Em xin lỗi các bác, Z7. Pioneer Z7 dàn chung. Khiển zin, hàng này là hàng nguyên thùng xốp, xuất sắc, không tì vết. Chỉ có một bộ thôi. Chỉ có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Con này thì mới giới thiệu trên kênh cách đây khoảng mấy hôm. Chơi nhạc từ CD, USB, Music Server. Đó. Con này thì có cả cắm mạng để các bác có thể kết nối Music Server, CD, USB thì đọc flash lossless. Không gian chơi nhạc sẽ là khoảng 35m² trở lại. Màu gỗ rất là đẹp. Loa hai đường tiếng dàn chung nên thiết kế rất là cao. Đó. Mức giá của em hàng này là 14 triệu. Tặng dây loa phai xích cao cấp. Đó. Còn hai cái này thì không bán các bác nhá. Hai bộ dàn trắng này thì không bán. Đang để nhờ ô thôi. Tiếp đến ở bên này thì còn một bộ nữa. Em cũng không hiểu lý do vì sao mà con hàng này rất là đẹp như này mà lại chưa bay. Đàn ông MX11. Cực đẹp luôn, em có tuyển được hai bộ đẹp, một bác ở Thái Bình đã lấy rồi, còn bộ này nữa thì chưa thấy bác nào yêu em nó. Em cũng không hiểu lý do, với mức giá 4 triệu. 4 triệu khiển zin MX11 chơi cho các bác ở CD. Giải mã tín hiệu từ máy tính sang đầy đủ hết, cực đẹp luôn, và mức giá là 4,5 triệu, nhưng mà trong video này em siêu họp các bác, nó mức giá 4 triệu, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Đây là bộ rẻ tiền nhất tại Thanh Tâm Audio các bác nha. Tại vì là bên em thì không theo đuổi cái dòng âm thanh giá rẻ, dàn mini giá rẻ, nhưng trên con MX11 này đã được một người khách hàng của em bật mí rằng cái đường chơi từ máy tính sang qua con này rất là hay. Để các bác có thể tận dụng con này làm DAC giải mã tín hiệu từ máy tính cho những cái bộ âm thanh khác. Đó, vì thế em đã đưa tuyển chọn và đưa hai bộ về. Rồi. Phía trên này chúng ta sẽ có hai cái bộ âm ly đèn Vazio CVT2. Cái bộ này thì em đang trải nghiệm một bộ trên tầng, tuy nhiên làm video này em lại bê xuống đây để đặt vào đây cho nó trông nó hầm hố video, trông nó phải hoành tráng một chút các bác. Chạy âm ly đèn 4 bóng. 2 bóng 12x7, 2 bóng L84 thì phải. Loa zin theo dàn, e căng liền.
Đó, ban đêm bật bộ này lên cực đẹp luôn. Nhược điểm duy nhất của bộ Vazio CVT2 đó là nó không có nguồn phát đầu vào, các bác phải cắm dây trực tiếp. Còn nếu mà các bác muốn chơi CD thì các bác phải mua thêm thớt CD hoặc thớt giải mã. Nhưng bù lại chất âm cực ngọt ngào và chi tiết do là ampli chạy bóng đèn. Đó. Vazio CVT2 bán mức giá là 12 triệu nhưng trong video này em có hai bộ, vì thế em đã sale off cho các bác mỗi một bộ mức giá là 10 triệu một bộ. Duy nhất trong video này thôi, 10 triệu một bộ, hình thức sẽ đánh giá khoảng 95% hoặc 93% tùy từng bộ, hai bộ nhá. Em có hai bộ Vazio CVT2. 10 triệu một bộ kèm loa zin. Rồi, phía trên đây thì em có bộ Onkyo D2. Thì như đã chia sẻ trong cái video về bộ dàn này thì em cũng chia sẻ với các bác là em không có tự hào vì mình đang có cái bộ dàn này, tại vì là nó cũng không phải là một cái bộ độc đáo gì cả. Rất là nhiều đơn vị có, thậm chí lại có mức giá ăn rẻ cơ. Nhưng mà em dám tự hào và khẳng định với các bác không bộ nào đẹp bằng bộ của em. Tại vì bộ của em là bộ nguyên thùng xốp, hình thức xuất sắc như mới. Đặc biệt là đầu máy các bạn có thể nhìn thấy. Đây là Onkyo CRD2. D2 sẽ chơi nhạc cho các bác ở không gian khoảng 30m², chơi nhạc từ CD, từ giải mã TV và từ những cái đường aux in vào. Chất âm của D2 thì nó cực chi tiết đối với nhạc Âu các bác nhá. Nhạc Âu Bolero thì cực hay. Không gian chơi 30m². Thằng này thì sẽ chơi khoảng 25m². Thằng này thì chơi khoảng 25m². Đó. Đây là toàn bộ những cái bộ dàn mà bên em đang có hàng. Mà em để bên kệ phía bên tay phải khi mà đứng ở vị trí này. Đó, các bác có thể. Đây là những cái mẫu rất là quen thuộc và em đã có tuyển chọn và đưa về Thanh Tâm bán cho rất là nhiều khách hàng gần xa. Chứ không phải là mẫu mới mẻ gì đâu. Và nếu mà khi mà trải nghiệm một mẫu mới mà về thấy nó không ổn, thứ nhất là không ổn với chất âm, nghe nó nòng nẻo, hoặc là cái hình thức của nó trông xấu, hoặc là cái build của nó không tốt, thì em sẽ clear mã ngay, không đưa về nữa. Đó. Rồi, quay sang bên kệ bên phía tay trái của chúng ta, bước vào cửa vào sẽ bên tay phải. Thì em sẽ đặt một hệ thống những cái dàn ở đây. Bắt đầu chúng ta đi đầu tiên từ phía dưới đây. Kenwood K1000. Trước em có hai bộ, một bộ màu đỏ, một bộ màu màu đen. Thì bụi quá. Thì cái bộ màu đỏ sẽ được một anh khách ở trên thành phố Bắc Ninh mua tặng cho mẹ. Còn đây em sẽ dư cặp bộ màu đen ở đây. Kenwood K1000 là một trong những cái bộ dàn chung hai thớt các bác nhé. Với cái thiết kế rất là đẹp. Nó hơi like một chút về châu Âu, kiểu dáng châu Âu. Chơi nhạc không gian khoảng 35-40m. Nguồn nhạc từ CD, USB, nguồn nhạc từ CD, giải mã, và các bác có thể nâng cấp thêm những kết nối Bluetooth thoải mái trên bộ dàn này. Đặc biệt dàn này ngày hôm nay em đã có hai khiển zin, mức giá 15 triệu, tặng dây loa phai xích cao cấp. Đó, các bác nhớ nhá. Kenwood K1000. Và để tìm hiểu sâu hơn về nó thì các bác kết bạn nhắn tin sang Zalo, em sẽ gửi clip test chi tiết. Đây là Yamaha 1330, một trong những con hàng rất là hiếm tại thị trường Việt Nam. Mức giá xuất xưởng khoảng 1.800 đô. Con này thì em sẽ siêu họp cho các bác với mức giá là 12 triệu khiển zin. Yamaha 1330, 12 triệu khiển zin các bác nhé. Loa dàn chung, bóng piano, 2 thớt rời, CD ampli, 2 đường tiếng, không gian chơi khoảng 40m² trở lại. Rất là mạnh. Yamaha 1330. Ok. Con này sẽ chơi CD, USB và những đường aux in bên ngoài. 12 triệu vẫn tặng cho các bác một cặp dây loa bắp chuối Phasic. Phía trên đây chúng ta sẽ có bộ Sansui 500BT. Bộ này thì đã có vừa clip trên kênh rồi, vừa test nó xong. Dàn chung của Sansui full option, gọi là top 1 dàn chung, không thiếu một cái công nghệ nào. Các bác đưa ra một cái bộ dàn chung đến từ thị trường Nhật mà nhiều hơn cái công nghệ của con Sansui 500BT này thì em mới đang khiếp. Đó. Tích hợp trên đầu máy luôn các bác nhá. Còn thớt nẻ thì chúng ta không bàn. Mức giá là 13,5 triệu, đang tặng vô số quà. Con máy, dàn máy này đa dụng nhất, hiện đại nhất. Các bác chơi nhạc, kể cả các bác chơi CD hay là những cái kết nối mới như Bluetooth, USB hay là giải mã TV đều có hết. Đó. Rồi, ở bên này thì có tới 4 cái bộ Bose Companion 3 Series 2. Mỗi bộ là 5 triệu. Bác nào bốc bộ nào thì bốc. Bác nào bốc trước thì hàng lấy bộ đẹp, còn bốc sau thì lấy bộ vừa vừa, xước xước cái chân này chẳng hạn này. Đó. 5 triệu một bộ, loa vi tính, đặc trị bàn làm việc của các bác nhé. Bàn làm việc của bác mà đang thiếu loa mà
các bác là người yêu nhạc mà khi mà các bác thưởng thức nhạc ở nhà đang quen mà lên cơ quan mà không có, hoặc là cái phòng làm việc của các bác không có, thì có thể quật luôn em này về. Ở trên đây còn một bộ nữa này, Com 5 Com 3 CD 2, đây là Com 3 CD 1 đang còn một bộ. Đó. 3,8 triệu bộ này, 5 triệu bộ này, đang đều là hàng đang là giảm giá hết cho anh em. Trên này sẽ có một bộ vintage Kenwood K270. Bộ này thì là một trong những cái bộ đỉnh cao về cái bầy biện cũng như chất âm. Chất âm cực mộc mạc, phù hợp với những dòng nhạc rề trước năm 75. Rề trước năm 75 nhá, dạng nhạc mộc ấy các bạn. Tại vì là con máy này nó không có chỉnh chép, chỉnh bát thôi, nên là cái dòng nhạc mộc mà tiết tấu chậm chi tiết cực hợp với cái dòng cái bộ dàn này. Ngoài ra thì cái thiết kế design của con này thì để mà nói trong cái những cái dòng sản phẩm âm thanh vintage thì nó là top 1 rồi, không có bộ nào vượt qua được. Hai mà gỗ cho ampli và thớt giải mã. Cặp loa cũng có ốp gỗ hết, nòng chép còn được làm bằng gỗ nạm. Cực đẹp. Hai khiển zin các bác nhá. Về hàng hai khiển zin mức giá là 18 triệu rưỡi tặng dây loa. Trong video này sẽ có mức giá là 18 triệu tặng dây loa. Kenwood K270. Bác nào nội thất gỗ nhà mà đang sử dụng nội thất hệ thống đồ gỗ ấy, mà đặc biệt là cái màu gỗ đỏ này này, thì không thể bỏ qua bộ này. Rồi, mỏi tai quá. Ở trên này là chúng ta có bộ loa vi tính Jamo. Đây là một bộ loa vi tính đa dụng nhất trong dòng vi tính. Tại vì trước giờ em chưa nhìn thấy cái bộ loa vi tính nào mà có cả kết nối quang với cả kết nối Bluetooth USB nữa. Jamo DS7 với hình thức là nguyên thùng xốp, mức giá là 7 triệu rưỡi. Trong video này sale off với mức giá là 7 triệu cho anh em. Hai loa tay, một trầm. Loa tay thì ba đường tiếng, hai chung một chép, rất là khỏe. Cái loa vi tính này nó không hẳn là còn loa vi tính nữa, mà các bác có thể trang bị cho cả phòng khách cũng được để giải mã tín hiệu từ TV. Còn những cái dòng loa này thì để trong bàn làm việc này, còn con này thì chơi cả phòng khách, chung cư cũng được. Đánh rầm rầm luôn, sợ hàng xóm không thể ngủ được. Mức giá 7 triệu hàng Anh Duy Audio còn nguyên thùng. Đó. Đấy là tất cả những cái bộ dàn mini mà đang có hàng tại Thanh Tâm Audio. Cũng muốn cho các bác có một cái nhìn trực quan nhất về những cái hàng hóa đang có hàng. Tại vì bên em bán hàng thì không thường xuyên đưa những cái thông tin như đã chốt hay là đã bán về đây hoặc đã bán về kia ở trên những cái kênh thương mại của bên em. Vì thế nên là nhiều bác sẽ gọi điện đến hoặc là nhắn tin đến hỏi, nhiều bộ em cũng đã giao rồi thì cũng rất là bất ngờ. Tuy nhiên thì đấy là cái phong cách của mỗi cái shop khác nhau. Phong cách của em là không phải phong cách đưa những cái thông tin hàng hóa đã bán lên kênh. Vì thế nên là tất cả các bác nào quan tâm tới thiết bị thì có thể nhắn tin cho em một cái tin nhắn qua Zalo để em báo hình thức, tình trạng còn lại. Còn nếu mà các bác đang đi tìm cho mình cũng như đang cần tư vấn một cái set âm thanh cho cái hệ thống âm thanh các bác, thì các bác cũng có thể nhắn tin với em để em có thể tư vấn. Tất nhiên là nó không đúng với cái nhu cầu các bác thì các bác cũng có thể lựa chọn bên khác được. Đây là chúng ta chỉ là tư vấn thôi. Bọn em bán hàng thì bọn em phải có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng, chứ không có trách nhiệm ép khách phải mua hàng của mình. Đó. Hy vọng là sau cái video này thì các bác có thể nắm được những mức giá này, những cái bộ dàn đang có hàng tại shop. Và chắc chắn rồi, các bác cần những cái clip test chi tiết của những cái bộ trên kệ thì em cũng đã có làm sẵn cho các bác rồi. Hàng đã lên kệ là đều là hàng đã có clip test trực quan. Tại vì là cái phong cách bán hàng của bên em đều là gửi clip cho khách hết trước. Vì thế nên là đặc biệt là các bác khách ở xa rất là tin tưởng và lựa chọn kênh của Thanh Tâm Audio. Ok, thời lượng của video cũng đã gần 20 phút rồi. Em xin kết thúc video này ở đây. Hy vọng các bác sẽ tìm và lựa chọn cho mình được những bộ dàn mini ưng ý theo cái gu nhu cầu của mình, gu nghe nhạc của mình, nhu cầu của mình và cái phòng, diện tích phòng của mình, và đặc biệt là cái mức túi tiền của mình bỏ ra. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.